Thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung có buổi làm việc với phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu về việc giám sát tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung ghi nhận tình hình thực hiện các công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây. Theo đó, trên địa bàn phường hiện có 2 khu phong tỏa. Các công tác cung ứng hàng hóa xét nghiệm, bố trí các chốt khu dân cư, tuần tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên liên tục theo đúng kế hoạch. Tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn phường đã góp phần quan trọng đối với việc triển khai công tác phòng chống COVID-19, nhất là nỗ lực của lực lượng cơ sở, vai trò của các bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận trong việc kịp thời hỗ trợ đời sống của nhân dân. Hiện nay, phường Hòa Thuận Tây đang gặp một số khó khăn về việc quản lý địa bàn, nhất là đối với các khu nhà trọ, phòng trọ, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về nguồn cung ứng hàng hóa, cũng như triển khai công tác tiêm vaccine, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.